phải nhớ lúc tụng kinh không được khởi tâm ôm niệm oán hận đối phương. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì cho dù đối phương đã mất hoặc không hiện hữu trước mặt bạn, nhưng thần thức họ vẫn nghe được bạn tụng kinh cho mình, vẫn nhìn và biết rõ mồn một tâm thái của bạn. Giống như bạn trả nợ cho người là tốt, nhưng trong lúc hoàn tiền, thái độ vẫn xấu ác hung hăng, còn rủa xả họ mấy câu nữa. Vậy thì bạn nghĩ xem, họ có tha thứ cho bạn được không? Nếu như tâm chân thành, thì có thể vừa tụng kinh đã phát sanh chuyển biến, bởi vì Phật nói tất cả duy tâm tạo. Tôi xin kể một phương pháp giải trừ xung khắc thù hận rất thích hợp với tất cả, bao gồm những người xung đột với bạn, cho dù họ đã qua đời. Nhưng nếu bạn có thể vì họ tụng vài bộ kinh Địa Tạng, thì không những giúp hóa giải nghịch duyên từ nay về sau, mà thậm chí họ còn có thể ứng mộng bày tỏ niềm hoan hỷ báo tin vui cho bạn. Sám hối như thái dương, oán hận như băng sơn. Thái dương thường chiếu rọi, băng sơn phải tan chảy. Em dâu bà Dương. Một bà Phật tử họ Dương ở Thiên Tân, có cô em dâu hơn 30 tuổi bị bệnh chết đi. Trước khi mất, cô này đã trăn trối yêu cầu chồng hai điều. Một, xin chồng đừng tục quyền, cô không muốn con mình có mẹ ghẻ. Hai, cô chết rồi không được thiêu, mà nên bảo quản thi thể trong ngăn đá để cho chồng con đều có thể đến nhìn. Chồng cô thuận miệng hứa đại, nhưng cô chết 3 ngày thì đem thiêu, 8 tháng sau ông cưới vợ kế. Không bao lâu, cô vợ hai này toàn thân bị bệnh, mà chứng bệnh giống hệt cô vợ quá cố đã mắc phải. Sau đó cô vợ mới còn có vẻ rất sợ ánh sáng, cứ trốn vào chỗ tối, phòng lúc nào cũng đóng suốt, ngay cả cửa sổ cũng cho dán kín. Bệnh viện chẩn đoán là bị bệnh tâm thần. Bà Dương hỏi tôi, có phải là hồn của cô vợ trước đang gá vào hay chăng? Tôi nói đúng vậy. Cô vợ cũ hiện đang trách chồng là em trai của bà không giữ lời hứa, chẳng chịu thực hiện các điều cô ta yêu cầu và đã dối lừa cô. Vì vậy mà cô ta trút giận vào cô vợ kế. Bà Dương hỏi, phải làm sao để hồn cô em dâu chịu bỏ đi? Tôi nói, bà đã là cư sĩ giữ giới ăn chay thì có thể tự mình ở nơi nhà của em trai siêu độ vong linh cho em dâu. Hãy vì cô ta tụng 3 bộ kinh Địa Tạng, cầu cô siêu sinh thiện đạo. Trước bàn Phật, bà lập linh vị cho cô ta, thành khẩn tụng kinh 3 bộ, khẩn cầu Phật lực gia trì cô giảng sinh thiện đạo, ly khổ đắc lạc. Nếu chẳng có phương tiện gì, thì trước tiên chỉ cần quỳ tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày 1 bộ là ổn. Bà Dương ngay tối đó bắt đầu tụng kinh siêu độ. Đến sáng ngày thứ tư, tôi đang tĩnh tọa, đột nhiên nhớ đến chuyện bà Dương, thầm nghĩ, chắc bà ta đã tụng xong 3 bộ kinh rồi, nên cũng muốn quan sát nhìn xem hiện thời em dâu của bà đã siêu độ hay chưa. Ngay tức khắc, tôi thấy cô em dâu của bà vẫn còn gá vào thân cô vợ kế kia, hơn nữa lộ vẻ rất tức giận. Tôi liền hỏi, chị chồng cô đã tụng 3 bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho cô rồi, vì sao cô vẫn chưa đi đầu thai vào cõi thiện vậy? Cô phẫn nộ nói, mụ ấy tụng kinh cho tôi mà trong bụng còn lầm bầm rủa xả thế này. Đúng lý mi không được đầu thai, ai bảo lúc sống mi bất hiếu với mẹ ta làm chi? Vì vậy mà tôi không đi, để bọn họ đừng có tưởng mình là ngon. Ngày sáng đó tôi gọi điện hỏi thăm bà Dương, quả nhiên là đúng như vậy. Do cô em dâu cũ lúc còn sống hay làm cho mẹ chồng tức giận, nên bà Dương lúc tụng kinh quả thật đã không ngăn được niệm xấu khởi lên. Bà có thầm khởi niệm như vậy, nếu không phải vì em trai ta thì ta đây không thèm siêu độ cho mi đâu. Tôi phê bình tri kiến quá sai lầm của bà Dương, vì đã là đệ tử của Phật rồi thì đối với tất cả chúng sinh phải nên từ bi hỷ xả, có đâu lại buông chẳng nổi tâm sân hận như thế. Đây chẳng phải là trên đường tu hành tự dựng lên chướng ngại cho mình hay sao? Bà Dương đã biết lỗi, nói là hôm nay sẽ vì em dâu tụng kinh siêu độ lại, và bà hướng về em dâu ngỏ lời xin lỗi. 3 ngày sau, việc này xem như đã giải quyết xong, cô vợ mới hồi phục bình thường. Đây là việc có thật. Phàm muốn siêu độ cho ai, tất nhiên người thực hiện cần phải dứt trừ ăn mặn,
Ít nhất thì trong thời gian siêu độ phải tuyệt đối ăn chay, không được đụng đến đồ mặn. Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng, người ăn thịt không phải đệ tử Phật. Cho dù họ chỉ ăn ngũ tân, thì dẫu có tuyên thuyết 12 bộ kinh, thì thập phương thiên tiên do hiềm kỵ mùi hôi thải đều lánh xa. Hơn nữa lúc tụng kinh, tâm phải trụ vào kinh văn, không nên phóng tâm hướng ngoại. Nếu có chút phân tán phải lập tức kéo về, bằng không sẽ chẳng đạt được tác dụng siêu độ. Phải biết giữ tâm một chỗ, việc gì cũng có thể thành. Ha ha ha, 闻三摩地所